cái này không? Khăn chưa? Nhà phân phối Cám Hiệp Đồng Nai, chuyên bán buôn, bán lẻ, chiết khấu cao. Thông tin liên hệ Facebook Lợi Trà Mào và quyền lợi số điện thoại 0969729686 và 0987729990. Hiệp Đồng Nai luôn luôn đồng hành cùng những chiến binh. Ai, mình còn lên cầu tự, ai dạ, sao này? Vậy đúng bên sầu rồi nha bạn. À đấy, bắt đầu đánh rồi. Sập một bên rồi nha, sập chưa thấy rồi nha. Không ngồi sụ sang bên này đúng không ạ? Sang này chưa luôn. Vẫn đang bán lên cầu, bên sập rồi. Để đánh. Mà lì thật. Đấy, cái rượu cái đánh nó kệ không có gì cả. Thế nào? Rồi. Đánh cho phát ra ngoài luôn. Thằng máu à. Lại nhảy tiếp lên đấy tiếp. Khoai nhỉ? Cứ nhảy bên sập này cái khi rơi xuống rồi nha bạn. Còn họng đây nhầm nha, nhảy đánh nhau vừa sập rồi. Bánh cái này không? Khăn chưa? Cái kết sẽ là như thế nào đây? Sang bên này. Mùi chú bám đánh đây. Mùi chú này thì đánh nhau rồi. Cái này thì đánh nhau. Mùi chú này. Khoai thị sắn đúng rồi, ra ngoài đúng rồi.
lại về lại cành kia. Quái quá. Đây rồi, đây luôn, sao sao ô lại vào lại. Sáng sớm kia ăn rồi anh em ơi, ok anh em nhá, ăn hàng nhá, đây nha, cuối cùng phải ăn nó rồi, quá nắng. Nắng quá anh em ạ. Đây anh em ơi, cuối cùng con hàng đầu của nhà bà gấu đã phải về đội nhá. Ok, hẹn em clip tiếp theo nhá.